Thưa quý vị, chuyển sang những diễn biến giao thông khác cũng rất đáng chú ý. Trong sáng ngày 25 tháng 12, đại diện ban quản lý dự án thành phố Giang Nghĩa cũng là đơn vị chủ đầu tư dự án này cho biết, đơn vị này hiện nay vẫn đang thuê đơn vị chuyên môn giám định nguyên nhân, vẫn chưa có phương án khắc phục đối với thiệt hại của tuyến đường và khu du lịch thay thác Liên Đung. Được biết thì công trình này dài 2,5 km, tổng mức đầu tư là 26,8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên thì chưa kịp bàn giao, con đường này đã bị sạt lở dài hàng trăm mét, cả con đường nghiêng hẳn sang mép vực ngay bên cạnh. Giao thông xuống điểm du lịch thác Liên Đung đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hiện tại thì nhiều du khách muốn đến khai thác vui chơi nhưng đành bất lực. Đặc biệt nhiều hộ dân có vườn rẫy trước đó vẫn thường qua lại nay phải bất chấp nguy hiểm để leo lên rẫy. Được biết ngay từ đầu năm 2018, ngay sau khi được tỉnh gia hạn thời gian bàn giao, công trình này đã nhiều lần bị phía Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng cảnh báo về tính an toàn. Trong khi Sở Xây sau giao thông vận tải đã bày tỏ lo ngại về các vết nứt xuất hiện ở nhiều công trình thì đơn vị quản lý xây dựng của tỉnh khẳng định do địa chất là đá mồ côi chiều cao mái lớn độ dốc thiết kế lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt sụt và trượt đất đá hai đơn vị trên yêu cầu chủ đầu tư phải kiểm tra ra soát lại và phải có giải pháp thiết kế phù hợp đảm bảo tính ổn định an toàn cho công trình sau văn bản cảnh báo, thì đến ngày 18 tháng 8 năm 2018, công trình sạt lở đầu tiên. Tháng 10 năm 2020, công trình sạt lở nghiêm trọng, chiều dài đoạn sạt lên đến 200 mét. Nhiều mét đường đã bị hư hoàn toàn, còn có dấu hiệu của mặt đường. Phần to luy âm bị sạt trượt, không có khả năng để khắc phục.